Hello anh em nhá. Mọi lần anh em cứ hỏi là anh còn Apex N Fork không? Thực ra là Apex N Fork nó rất là hiếm. Còn Zickler thì nhiều. Mà anh em có chưa nhiều Zickler rồi anh em muốn đổi gió sang N Fork một chút. Thì hôm nay có một lô hàng nội địa Nhật về anh em nhá. Thì shop lên video cho anh em để anh em là nhanh tay thì book ngay một con. Bởi vì cái hàng N Fork này năm lần này về rất là phong phú màu sắc. Về chất liệu của nó thì vẫn ngon như là hàng nội địa rồi, thì cái đấy thì mình không phải nói rồi. Còn lối chơi của nó thì khá tương đồng với Apex Zickler các bạn nha. Khá tương đồng với Apex Zickler, còn chất liệu sơn và màu sắc thì đẹp hơn Apex Zickler là cái chắc rồi. Và giá tiền thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn Zickler một tí thôi. Đây các bạn. Đây trước mặt các bạn đây là cây Apex Zickler nhá, bản quốc tế. Hay là chúng ta bảo là công chính hãng, phân phối ở Việt Nam thì là công ty Tân Phú Tường phân phối. Là phiếu bảo hành là phiếu bảo hành xanh nhá. Còn hàng Apex N Fork thì là hàng nội địa và nó có tem bìa cứng và đóng luôn imagery vào trong cây vợt nhé các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình mở ra cho các bạn xem một số màu và tí mình so sánh. Thì tất cả dòng Apex này thì đều là nội địa hết, rất là xịn sò các bạn ạ. Mình cũng ngại bóc cái này lắm bởi vì mình sợ nó lẫn, tí nó lẫn cái này mình lại phải đi so sánh từng cây một để mình bỏ nó tránh lẫn, bởi vì bây giờ trên phiếu bảo hành của nó là có sẵn email của in của hãng rồi các bạn ạ. Và các bạn khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn cán Apex chính hãng nhá. Đây nó in luôn email ở trên phiếu rồi thì mình rất sợ nhầm với cái này, email này mình sẽ rất sợ nhầm với cây vợt các bạn nhé. Đó, in sẵn rồi, dập sẵn ở trên đây rồi các bạn ạ. Và bìa là bìa cứng. Đó, thì đây là cây Limited đen chữ màu xanh. À đây, cây N Fork chữ màu xanh đen anh em nhá. Đấy, tất cả đều là 4U hết. Màu sắc thì rất đẹp luôn. Cái này thì khỏi phải bàn rồi. Bởi vì hàng này nó rất hiếm, không phải đợt nào cũng có đâu các bạn ạ. Màu xanh đen này rất đẹp nhá. Đó. Rất rất nhiều màu để anh em lựa chọn. Lần này thì về mình thấy phong phú lắm thì chắc là anh em sẽ rất hài lòng thôi. Bởi vì nó rất nhiều màu sắc để chúng ta có quyền lựa chọn. Đây. Đây là cây đen vàng các bạn nhá. Cây này thì chữ vàng rất đẹp. Đó. Và trên phiếu cũng có in sẵn tem của certificate authentic là chứng nhận chính hãng. Và đây là Apex N Fork được đóng dấu vàng các thứ rất đẹp, chuyện dấu vàng. Và đây là số cốt trên thân vật luôn. Đó. Các bạn này. 1801839. Đó. Và tất cả hàng nội địa này nhá, tất cả hàng nội địa này đều được sản xuất, nó là thuê cái gia công dán đề can tem mác ở Việt Nam nhá. Nên tất cả chiếc hàng nội địa Nhật Bản đều có made in Việt Nam các bạn ơi. Còn các bạn đừng nghĩ là hàng này sản xuất tại Việt Nam nhá. Khung vợt sẽ không sản xuất tại Việt Nam bởi Việt Nam không có nhà máy sản xuất. Khung vợt hoàn toàn được đặt từ Malaysia các bạn nhá. Khung vợt được đặt ở Malaysia và cái khâu mà dán các cái đề can chữ này, đề can họa tiết này, các thứ này thì phải đặt gia công Việt Nam. Và khi cái thành phẩm đấy nó được hoàn thiện ở Việt Nam thì nó phải được chuyện dấu made in Việt Nam ở đó các bạn nhé. Chứ còn phôi của nó, gốc của nó được đặt sản xuất ở bên Malaysia nhé. Nhà máy sản xuất cùng với Felet các thứ đấy. Đây giống như thế này này các bạn ạ. Còn hàng này nó hoàn thiện khâu đóng gói ở Việt Nam thì sẽ được dập made in Việt Nam các bạn nhé. Đó, chứ Việt Nam nhà mình làm gì có nhà máy nào sản xuất vợt đâu. Sản xuất vợt này đâu phải đơn giản các bạn. Đây là màu đen vàng các bạn ơi. Và thêm nữa là màu xanh navy, xanh tím tím, xanh tím than. Đây các bạn. Xanh tím than rất đẹp các bạn ạ. Đó, những cái màu này nó sẽ không có nhiều đâu. Thì gọi là mình vơ vét được hãng bên đó như thế nào thì mình sâu lên cho anh em chọn. Mỗi mã này chỉ có vài cây thôi anh em nhé. Màu xanh này đẹp nhỉ anh em nhờ. À màu tím, gọi là xanh tím đây này. Rất rất đẹp luôn anh em. Đó. Và tem chính hãng của Apex đây. Đó, vợt nguyên siêu nha anh em nhé. Có cốt rồi quét mã các thứ ở đây nhé các bạn, check nhá. Đó, vợt thì nguyên siêu luôn. Đó. Hàng này thì có thông số lối chơi thì khá giống với Zickler. Tí thì mình sẽ so sánh. Nó khá giống đấy. Và lối chơi thì cũng vậy.
đều là 4U 84g, điểm cân bằng là 295 cộng trừ 3 thì mình đo thì thường nó đều là 298 hết. Thực ra nó là 298 ấy chứ không phải 295 cộng trừ 3 đâu. Mình đo nó là 298. Đây các bạn ơi, cây màu trắng có chữ xanh siêu đẹp luôn. Về hàng nội địa Nhật này thì cái khâu hoàn thiện sản phẩm của nó thì không có gì để chê các bạn, bởi vì cái thị trường của nó yêu cầu rất là cao chứ nó không như hàng quốc tế. Đó, từ cái nước sơn, từ cái hoàn thiện sản phẩm các thứ nó rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Nhìn này, đúng là tiêu chuẩn của Nhật có khác. Và căng tối đa vẫn là 38 LB, tương đương với 17,2 kg anh em nhé. Đó, và đũa vợt của nó là 6.4mm Super Slim Sharp, siêu nhỏ. Đó, cho cái tốc độ vùng vợt ra ngọn vợt nhanh, cầu nổ và trợ lực cực tốt. Đó, là anh em nào mà thích cái mặt vợt nhỏ thì lấy N-Fork này nhá anh em nhá. Super Slim Sharp đấy, cái màu đấy đẹp nha anh em nhờ, trắng sứ, nói là tuyệt vời luôn. Còn anh em nào bảo vợt pha ke thì nên xem lại thông tin của mình nhá. Chúng ta có thể check mã, xem lại cái sự hiểu biết và xem lại cái khả năng check thông tin của mình. Còn mình bán vợt uy tín bao nhiêu lâu rồi, hàng này không có mà bán, rất nhiều các bạn hỏi mình. Nhưng nó không có hàng thì biết làm sao được. Úi giời ơi, màu vàng trắng sứ vàng này cũng rất đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nổi không này. Wow, đẹp thế. Đó, cây này thì đảm bảo là chất luôn. Các anh em nhớ đặt hàng nhanh tay nhá. Nhiều người vào hỏi là bảo sao trên video ít comment thế mà lại hết hàng rồi. Mà các bạn có Facebook của mình, các bạn có số điện thoại của mình thì các bạn mua qua Facebook số điện thoại, chứ các bạn có đâu có comment qua qua ấy đâu, qua kênh YouTube đâu, đúng không? Kênh YouTube là để chúng ta chỉ xem để tư vấn thôi, để xem tham khảo thông tin thôi. Đó. Và cây này nó có công nghệ là 2 performance frame. Wow. Đẹp. 38 eo bài và gen chống lún vẫn 4 góc. Cái cây này thì N-Fork này thì mình đã bảo nó rất giống Zickler. Nó rất giống Zickler các bạn ạ. Đó, màu xanh, màu trắng, màu xanh, à màu trắng xanh ngọc này, màu trắng vàng này, màu trắng xanh ngọc này, màu trắng vàng này. Và đây màu trắng bạch kim. Nếu mà nói về màu trắng thì mình thích màu trắng bạch kim nhất, và cũng không có nhiều hàng nữa các bạn ơi, chỉ có 1-2 cây, một cây thôi ấy. Đây là màu platinum, sang xịn mịn thơm. Lần trước về cách đây khoảng nửa năm, tầm tháng 8 năm ngoái về được một ít cây này thì các bạn mê lắm. Mê lắm. Tầm tháng 8 năm ngoái về được cái cây này các bạn mê tít luôn. Hết sạch, không còn cây nào hết. À, các bạn nhìn này, màu platinum, màu của bạch kim. Lấp lánh luôn, đẹp. Nói chung là đẹp, dã man luôn các bạn ạ. Đó. Anh em nhanh tay nhá. Màu trắng của cây này nó rất đẹp, chứ nó không như giống như cây Zickler đâu anh em ạ. Đó. Và có một màu đặc biệt tí mình sẽ show tiếp cuối cùng cho anh em nhớ theo xem hết video nhá. Đó. Cái này mình tí thì ngại nhất là cái vấn đề là mình phải đi chọn từng cây và từng túi phiếu bảo hành một. Hầu nó bị lộn. Đây, và cái màu vàng này cũng rất hot. Màu vàng này cho chúng ta liên tưởng đến Z-Fork 2 vàng Lindan các bạn ạ. Màu này cũng hiếm các bạn. Cái màu này thì ngày trước mình đã sâu một lần rồi, nó cũng không có nhiều. Màu này là chuôi vàng, thân vợt thì là xám, và trên cái vành vợt nó cũng là vàng, giống Voltric Z-Fork 2 Lindan phiên bản vàng các bạn ạ. Đấy, rất đẹp các bạn ạ. Wow, nhìn phê nhờ. Này, để hết cho anh em nhìn. Đó, N-Fork đấy. Và vừa nãy đã có bản trắng platinum, thì giờ có bản đen platinum anh em ơi. Còn các bạn hỏi màu thì thông số nó y chang nhau nhá. Thông số y chang nhau. Đây là bản đen platinum. Nó nổi màu bạch kim, nó nổi trên cái nền đen cực kỳ hot luôn anh em ạ. Đẹp nhờ. Đó, rất rất đẹp luôn. Cây này thuộc dòng sơn lì. Mấy cây trắng thì sơn bóng, còn mấy cây màu tối này thì sơn lì các bạn ạ. Đó, và chữ Mackensen là 38 LBS, cũng làm platinum luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Khó
khó để mà tìm được cái điểm chê trên cái dòng nội địa này lắm anh em ơi. Cái khâu hoàn thiện sản phẩm của nó mình đánh giá rất cao, từ cái lỗ gen, từ cái nước sơn các thứ nó làm rất tốt. Và tất nhiên là cái giá thành của nó sẽ cao hơn bản quốc tế rồi. Đó, mình xếp ngay ngắn ở đây. Và cuối cùng các bạn ơi, mình đã là 2, 4, 6, 8 màu rồi. Và màu cuối cùng đó là màu N-Fork, màu Voltic Z for Kalindan đỏ. Trời, quá cháy luôn. Màu đẹp nhất. Không phải, mình không dám chắc đây là có đẹp nhất với các bạn không, nhưng nó nổi nhất. Nó nổi nhất trong tất cả các cây các bạn nhá. Rất là nổi luôn. Đây, màu đỏ lửa. Cầm vào sân cứ gọi là sáng chóe một vùng trời luôn. Rồi, đó là bạn cam lửa. Wow, phê. Tất cả là hàng nguyên siêu hết nhá. Thẻ bảo hành cứng. Rất đẹp các bạn ạ. Thì thường thường các bạn hỏi là chơi cây này thì như thế nào với cây Zickler. Đây, Zickler quốc tế đây các bạn. À, bản chính hãng quốc tế đây. Bản nội địa, à, chính hãng Việt Nam đây. Phân phối của Tân Phú Tường đây. Thì mình cảm giác như N-Fork xem nào. Mình phải test cái đũa nhá. Nó cũng xem các bạn ạ. Cái đũa vật của N-Fork mình cảm giác nó cứng hơn đũa của Zickler một tí. Nó cứng hơn đũa của Zickler một tí các bạn ạ. Cứng hơn đũa của Zickler nhé các bạn nha. Nhưng mà cứng hơn không nhiều đâu các bạn ơi. Cứng hơn không nhiều đâu. 1.8, 1.10 thôi. 1.9, 1.10 thôi các bạn ạ. Đó. Thì tất cả trên đây là tất cả các màu của N-Fork. Thì các bạn xem màu nào nó phù hợp với mình thích thì các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mình nói trước là nó không có nhiều. Các bạn nhanh tay thì đặt thì còn nhá các bạn nhá. Do nội địa này nó hơi khan. Nó hơi khan hàng. Nói chung là hàng này nó giống như kiểu hàng săn sale, hàng outlet store ấy. Đó. Thì nó không có nhiều hàng đâu các bạn ơi. Các bạn phải nhớ nhanh tay chọn cho mình một cây vợt màu sắc hợp nhất. Còn anh em đã chơi qua những cây vợt mặt nhỏ, những cây ví dụ như Z-Fork 2, Z-Tickler, hoặc là những cái cây mà mặt vợt nhỏ quen rồi, thì chơi cây này thì đảm bảo bao phê luôn. Mình khẳng định với các bạn là bao phê luôn nhá. Đó, thì anh em hãy nhớ là đặt nhanh tay, đặt ngay cho chúng ta một cây để chúng ta có thể lựa chọn để cho mình một cây vợt có trọng lượng 4U 84g, thân vợt cứng trung bình và điểm nặng đầu là 298mm. Đó, 298mm thì là các bạn phù hợp với đa số lối chơi phong trào hiện tại các bạn nhá. Công phê thủ đã và đặc biệt là vợt ngon, căng ký cao. Cái khung của cây này thì bao bền rồi, mình khẳng định với các bạn bao bền luôn. Đó. Căng được 38L3 thì mình khẳng định với chất liệu carbon của nó cực bền. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em ơi nhớ đăng ký kênh nhá, để khi mà có những cái lô hàng mà VIP Pro hoặc là hàng độc lạ Bình Dương ở trên săn sale được thì các bạn, mình lên video các bạn có thể là nhận ngay được video để xem thì nhanh tay. Thì giá cây này nó, mình nói luôn nhá, giá cây này thì mình đang bán với giá là 1.090.000 thôi các bạn ạ. Rất rẻ, 1.090.000 tặng cuốn cán chính hãng các bạn nhá. Tặng cuốn cán Apex chính hãng 1.090.000, chỉ nhỉnh hơn cây Zickler một tí thôi các bạn ạ. Ok, các bạn nhanh tay thì chọn ngay cho mình một cây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.